Thưa quý vị và các bạn, để cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác trong mọi tầng lớp nhân dân bằng việc làm thiết thực, năm 2014, Ban Thường vụ huyện ủy Lắc đã triển khai kế hoạch số 50, phát động phong trào thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, phong trào đã lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo được nguồn lực, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, éo le, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện, với thông điệp cho đi là yêu thương còn mãi. Bản thân bị bệnh nặng, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, cơm ăn còn bữa đói, bữa no. Nhưng được sự quan tâm kịp thời từ chính quyền địa phương xã và sự động viên hỗ trợ kịp thời của Ban Thường vụ huyện ủy Lắc thông qua quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác, gia đình anh Y Tang Linh Hót ở Buôn Hang Gia, xã Bông Cờ Rang, huyện Lắc đã phần nào vơi bớt khó khăn. Gia đình tôi không còn cái gì nữa để chạy chữa, mà hôm nay tôi nhận được tiết kiệm lời Bác, tôi cũng rất cảm ơn. Còn với em Nguyễn Hoàng Lâm, thôn Yên Thành 1, xã Đắc Nuê, huyện Lắc, mới 4 tuổi, đã phải chịu bao đau đớn dày vò từ căn bệnh ung thư gan. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ em chỉ có miếng đất thổ cư giá khoảng hơn 100 triệu đồng, nhưng cũng phải bán đi để lo chạy chữa cho con, rồi ở chung với ông bà. Trước hoàn cảnh thương tâm của em Nguyễn Hoàng Lâm, Ban Thường vụ huyện ủy Lắc đã đến động viên, thăm hỏi kịp thời và trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác, giúp gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh cho con. Gia đình cũng rất là biết ơn, dù đó là số tiền cũng giúp cho gia đình có thể là mua thêm các thuốc để hỗ trợ hàng tháng cho cháu. Để có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn như anh Y Tang Liêng Hót hay em Nguyễn Hoàng Lâm và còn nhiều trường hợp khác, chính là từ việc duy trì liên tục phong trào thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác do Ban Thường vụ huyện ủy Lắc phát động từ năm 2014 cho đến nay. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đang hưởng lương từ ngân sách của nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cứ 3 ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng. Cán bộ đảng viên không hưởng lương từ ngân sách cứ 7 ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng. Đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cứ 10 ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng. Nguồn kinh phí từ việc thực hiện tiết kiệm làm theo lời Bác được cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đóng góp nộp về cơ quan đơn vị mình hàng tháng, được quản lý công khai, minh bạch, sử dụng trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Quỹ tiết kiệm xây dựng làm theo lời Bác, đó là quỹ đó là mang thiết thực nhất cái riêng bản thân tôi, cũng như mọi người, cái này cái số tiền này tôi cái ít ỏi nhất là 1-2 ngàn, 3-4 ngàn không thành đề, nhưng với điều kiện đó là cái số tiền này để tích lũy và cái đùm bọc những người đều có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác trên địa bàn huyện Lắc chính là một trong những việc làm hiệu quả tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, chung tay góp sức, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn khó khăn. Tính đến nay, tổng số tiền các đơn vị đã thu được nộp về Ban Tuyên giáo huyện ủy qua các năm được trên 2 tỷ đồng. Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và trích từ nguồn tiền tiết kiệm làm theo lời Bác trên 1 tỷ đồng hỗ trợ cho 75 trường hợp khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Trong quá trình thực hiện cái chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thì các cái văn bản triển khai thực hiện được ban hành quán triệt kịp thời đến cấp ủy, chính quyền các cấp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn dân trên địa bàn huyện Lắc đã đẩy mạnh thi đua thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong toàn huyện. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy Lắc tiếp tục phát động quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác đến các cấp, ngành, đoàn thể và người lao động trên địa bàn huyện để tạo nguồn lực tiếp tục giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia và yêu thương trong cộng đồng, đúng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.